Chúa ở cùng anh chị em. Công bố tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy Chúa Giêsu trở lại thành Capharnaum. Hay tin Chúa Giêsu ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Chúa Giêsu giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Chúa Giêsu một kẻ bại liệt có 4 người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần Chúa Giêsu được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ Chúa Giêsu ngồi làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên trõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: "Này con đã được tha tội rồi. Ta truyền cho con hãy đứng dậy, vác lấy trõng của con mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác trõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy như vậy bao giờ." Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm qua chúng ta gặp anh mù Bartimê và chúng ta rút ra được một cái bài học rất là quý. Đó là chúng ta tuy mắt vẫn nhìn thấy, chúng ta vẫn làm việc được như mọi người, nhưng mà có một cái mù lòa ở bên trong, nó làm cho chúng ta có mắt mà như không thấy. Có những chuyện rất quan trọng mà chúng ta lại mù lòa. Có con mắt tâm linh, con mắt của nội tâm, của lương tri, nó bị như là bị bịt mắt lại, không còn thấy nữa. Và vì thế chúng ta làm rất là nhiều chuyện sai, rất là nhiều chuyện xấu. Chúng ta đã mở lòng ra mà xin Chúa Giêsu, như anh Bartimê ngày xưa đã xin Chúa Giêsu chữa lành cho anh ta hết mù, thì chúng ta cũng xin Chúa Giêsu cho chúng ta được sáng mắt. Mỗi một mùa chay chúng ta như thể là làm tổng kết cả một năm đã qua. Ta đã có những sai lầm, có những cái mù quáng, và bây giờ ta thay đổi, ta sửa chữa, và mắt ta sáng ra, ta nhìn ra những cái điều tốt mà Chúa đang làm, và Chúa lại mời gọi chúng ta cũng làm tốt như vậy, để chúng ta dứt khoát không làm điều xấu nữa. Mà như vậy là chúng ta sẽ hạnh phúc, gia đình chúng ta sẽ bớt những chuyện bất hòa, và cuộc sống của chúng ta sẽ đem lại nhiều niềm vui cho người khác nữa. Hôm nay câu chuyện của chúng ta là một anh bại liệt. Có hai khía cạnh mà chúng ta sẽ phải chia sẻ với nhau. Khía cạnh thứ nhất, cái anh bại liệt này lúc bình thường chắc phải là một con người cũng tử tế, không phải là con người đạo đức thánh thiện lắm đâu, nhưng mà cũng là con người biết cách cư xử, đối đãi đàng hoàng tử tế. Anh ta bại liệt nằm một chỗ, anh ta cũng biết thân biết phận mình phải sống nương nhờ vào sự giúp đỡ, vào sự chia sẻ của mọi người xung quanh, nên chắc là anh ta cũng tử tế. Ấy là bởi vì nếu mà anh ta không tử tế, anh ta khó chịu, anh ta càu nhàu, anh ta không có vui vẻ đó, thì chắc là mọi người xa lánh anh ta, nhiều lắm là chăm sóc cho anh ta do bổn phận thôi, chứ trong bụng không có ưa. Đằng này anh ta rất là dễ thương, nên những người bạn bè hoặc là những người trong gia đình, những người họ hàng, những hàng xóm mới tới mà giúp anh ta. Anh ta ngỏ ý muốn gặp Chúa Giêsu, mà trong một cái hoàn cảnh đông, đông lắm, bao nhiêu con người vây quanh cái nhà Chúa Giêsu đang ở, không cách nào mà lách vào được. Mà từ nhà của anh ta mà phải khiêng cái chõng trên đó đặt anh ta nằm, đi một đoạn đường từ nhà đó đến cái nơi mà Chúa Giêsu đang giảng dạy,
cũng đã là một chuyện vất vả. Thế mà đi đến nơi không có cách nào vào được. Những cái người bạn bè thân hữu đó lại khiêng anh ta nó, làm sao đó mà khiêng từ dưới đất mà lên đến mái nhà. Anh chị em tưởng tượng ra rất là khó khăn. Ta nghe đọc bài tin mừng có mấy phút đồng hồ thôi, nhưng mà để mà khiêng được anh ta từ nhà đến đây chắc cũng mất cả nửa tiếng. Đến nơi mà đưa được anh ta từ dưới đất mà lên đến mái nhà cũng phải nửa tiếng nữa. Các ông là những người hay leo trèo nhà thờ của chúng ta mà phải trăng dây đèn hay là trang trí ngày Noel hay ngày Tết, ngày Phục Sinh, chúng ta phải bắc thang có đầy đủ dụng cụ hiện đại nữa, dây nhợ rồi đông người nữa, chúng ta làm mà còn vất vả đổ mồ hôi. Cố chi là cái chuyện này xảy ra cách chúng ta 2000 năm, tức là kỹ thuật chẳng có bao nhiêu. Vậy mà sao người ta đã cố gắng nỗ lực hết sức để mà đưa được cả một cái chõng, trên đó có một anh bại liệt. Nói chơi mà chắc là đúng, phải cột anh ta dính vào trong cái chõng, chứ nếu mà khiêng lên dọc đường nghiêng nghiêng rớt anh nó xuống thì đã bại liệt rồi, còn gãy tay gãy chân vỡ đầu nữa thì chết. Nên anh ta được đưa lên rất là kỳ công, lên đến mái nhà. Lên đến mái nhà rồi bây giờ lại còn phải đứng ở trên mái nhà đông người mà dỡ mái ra, dỡ ngói ra, xong rồi phải đứng thế làm sao. Tôi nghĩ hoài 2000 năm trước mà làm sao mà người ta làm được. Lại phải đông người lắm chứ không phải 4 người đâu. Rồi mới lại dòng dây thả anh ta nằm nguyên trên cái chõng, mà từ trên mái nhà đó thòng xuống từ từ. Cái lỗ phải mở ra phải lớn hơn cái chõng, cho cái chõng là chiều dài 2 mét, bề ngang 1 mét, thì cái lỗ phải to hơn. Cái lỗ phải là 2 thước rưỡi, 3 thước, bề ngang cũng phải là 1 thước rưỡi, 2 thước. Rồi cứ thế đứng làm sao, những người ở trên mái mà chịu dây làm sao để mà thả anh ta từ từ qua cái lỗ đó xuống mà không có bị tuột dây, không bị đứt dây, không bị ngã. Ngã mà từ trên mái nhà mà ngã xuống thì anh này chết. Và Kinh Thánh kết luận một câu, Kinh Thánh nói một câu rất là hay. Chúng ta lấy ra lại là Marco chương 2. Chúng ta thấy cái câu của Chúa Giêsu nó đúc kết tất cả. Thấy họ có lòng tin như vậy, thấy họ có lòng tin như vậy, không phải chỉ thấy có cái anh bại liệt, mà là phải thấy cả một cái nhóm người đó có lòng tin. Ngoài cái việc mà anh bại liệt cư xử tốt với người ta nên người ta mới giúp anh tận tình như vậy, thì phải nói là anh ta có lòng tin. Anh ta xin với mọi người bằng mọi giá cho mình được gặp Chúa Giêsu. Rồi cái đám đông cũng là tin cái ông Giêsu này có khả năng chữa lành thế nào đó, nên mới nhận lời anh ta để mà làm mọi chuyện rất là vất vả, rất là kỳ công như vậy để mà đưa anh ta xuống. Chứ nếu đó, cái nhóm người này mà cũng không có lòng tin vào Chúa thì bảo thôi mày ơi vớ vẩn, nằm ở nhà đi, mất công tao quá đi, bao nhiêu người phải làm rất là khó, đông lắm không có vào được đâu, mà đưa lên mái nhà mà thòng xuống nguy hiểm lắm, mệt lắm, vất vả lắm. Họ cũng phải có lòng tin, tin rằng khi đã nỗ lực hết sức như thế này mà đưa được anh ta đến gặp Chúa Giêsu thì chắc chắn Chúa Giêsu sẽ làm một điều gì đó cho anh ta. Họ tốt rồi mà họ còn phải có lòng tin. Thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu nói thấy họ có lòng tin như vậy thì Ngài bảo với anh bại liệt, nào hãy đứng dậy, tội anh đã được tha, hãy đứng dậy và vác chõng về nhà. Và anh ta bật đứng dậy, đang từ một cái người bại liệt nằm đơ ra đó để cho mọi người phải chăm sóc, thì bây giờ anh ta đứng dậy, mà không đứng dậy, không những đứng dậy mà loạng choạng hay là yếu, mà anh ta còn đủ sức khỏe để vác luôn cái chõng trên vai mà đi về. Lúc ban nãy thì anh ta nằm bẹp ở trên một cái giường cột dính vào trong cái chõng mà thả anh ta xuống. Nếu mà Chúa Giêsu không chữa lành thì không biết làm sao, lại khiêng đi về. Đằng này bây giờ anh ta đã đứng dậy được mà vác cái chõng ấy mà đi về, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa, vừa đi và vừa tạ ơn, vui mừng
mọi người nhìn thấy không chỉ có 5, 6 người, 10 người mà giúp anh ta, mà cả những người có mặt ngày hôm đó cũng vui mừng. Ai cũng biết ở trong làng cái anh này là cái anh bại liệt nổi tiếng, vất vả lắm đấy. Thế mà bây giờ tận mắt họ nhìn thấy anh ta đứng lên vác cái chõng trên vai mà đi về, quá tuyệt vời. Vậy thì bài học cho chúng ta từ tin mừng chính là chúng ta phải giúp nhau, chúng ta phải dìu nhau, dắt nhau, bế nhau, cõng nhau, khiêng nhau đến với Chúa. Chúng ta không thể lẳng lặng lẻn đi một mình để được cứu một mình, để được chữa lành một mình. Nhưng mà chúng ta sống có liên đới, chúng ta sống trong cộng đoàn, chúng ta dìu nhau, giúp nhau, cõng nhau, khiêng nhau, cùng đến nhà thờ, cùng đến với Chúa để được Chúa chữa lành. Trước tiên là chúng ta phải cư xử tử tế với nhau cái đã. Rồi sau đó tất cả chúng ta còn phải có lòng tin. Lòng mến rồi còn phải có lòng tin. Nếu mà không mến nhau thì chẳng thèm giúp nhau. Nhưng mà nếu mà cũng không tin vào Chúa thì khiêng nhau đến bác sĩ, khiêng nhau đến nhà thương là may lắm rồi, chứ lại không có khiêng đến với Chúa Giêsu đâu. Rất nhiều đoàn thể ở trong một giáo xứ có khi là Legio, có khi là Đa Minh, có khi là hội gia trưởng, có khi là hội hiền mẫu, có khi là ca đoàn, có khi là giáo lý viên, rồi huynh trưởng thiếu nhi thánh thể. Ta có rất nhiều cái đoàn thể ở trong một giáo xứ. Rồi điều khiển ở trên còn có hội đồng mục vụ của giáo xứ, ban hành giáo, ngày xưa gọi là ban hành giáo. Ban hành giáo là cái ban giúp cho người ta thực hành việc đạo, gọi là ban hành giáo. Bây giờ gọi một cái chữ hay hơn nhưng mà nó hơi khó hiểu một tí, đó là hội đồng mục vụ. Nhưng mà tất cả những cái đó chúng ta đâu có làm một mình. Ca đoàn đâu có hát một mình. Dạy giáo lý cũng không có dạy một mình. Thừa tác viên cho rước lễ cũng không có một mình. Legio cũng đâu có phải chỉ có một người. Tất cả những cái đoàn thể đó đều gọi là đoàn, là bởi vì chúng ta đông người, chúng ta có cả một nhóm. Và cái nhóm người đó, xin lỗi, nếu mà có thể nói đó là bốn cái người khiêng anh bại liệt ở trong câu chuyện tin mừng. Mà chắc không phải là bốn đâu. Khiêng là khiêng từ nhà đến là bốn anh thôi. Nhưng mà khiêng đến nơi mà đưa lên đó, đưa lên mái nhà đó, rồi đưa xuống đó, thì chắc là phải đông, ít nhất cũng cả chục người. Vậy thì chúng ta không thể đến với Chúa một mình. Chúng ta đến trong ơn gọi của một cộng đoàn. Và vì thế anh chị em, nhất là trong những mùa chay hay mùa vọng, là cái dịp để mà chúng ta dìu nhau, dắt nhau, bế nhau, khiêng nhau đến nhà thờ để gặp Chúa. Chúng tôi ngày trước, thời mà còn làm thầy đi thực tập ở dưới miền Tây, chúng tôi thực tập tại một cái xứ thuộc tỉnh Bến Tre, thuộc giáo phận Vĩnh Long. Ở chỗ đó có ông cha xứ mà giáo dân có nhiều cái người khô khan ngoại lạnh, nguội lạnh mà không có phần muốn đến nhà thờ, có chuyện rối này rối kia, rồi có xích mích với hàng xóm, xích mích luôn cả với cha sở, nên họ không đến nhà thờ nữa. Nhà thờ nhà quê không có được đông như thành phố mình. Nhiều khi ông cha sở vừa mới đi đến cái con đường mà đầu hẻm, đầu ngõ đi vô nhà người ta, là họ mà trốn là họ vòng ra ngã sau, họ chuồn sang nhà hàng xóm là chạy mất. Tôi tới nhà gõ cửa không thấy ai. Thế thì xuất hiện có một cái bà dì Phước, dòng Mến Thánh Giá Cây Mơn. Bà ấy già rồi, về hưu rồi, nhưng mà bà vẫn xin phục vụ ở giáo xứ. Bà ấy rủ thêm mấy đứa con nít, rủ thêm một hai bà già khác, thành một cái nhóm rất là vui, không có tên gọi là cái nhóm hay là cái đoàn gì cả. Nhưng mà
bà ấy muốn nhắm cái nhà nào thì bà ấy làm quen với cái đám con nít của nhà đó, làm quen với mấy bà già ông già ở cái khu vực đó, rồi bà dì Phước đó, bà Sơ đó mới hỏi han, rồi người ta mới cung cấp thông tin là trong cái nhà đó có cái anh đó rối, hay trong nhà đó có cái anh khô khan nguội lạnh, có cái anh đang xích mích với gia xứ, có cái anh đang lộn xộn với lại hàng xóm láng giềng, hay là xích mích nội bộ ở trong gia đình rất là căng. Thế là báo cho bà Sơ bà biết, bà dì Phước già bà biết rồi. Thế là bà cứ tẩn 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 bà đi tới. Lúc đầu người ta không biết là bà làm chuyện gì cả. Bà vô bà đi với mấy con nít chơi vậy đó. Nhưng mà không ngờ bà vào bà tiếp cận được với đối tượng. Rồi bà mới nhỏ nhỏ, to to, nói cái này, nói cái kia, khuyên cái này, khuyên cái nọ. Mỗi ngày một chút thôi chứ không làm nhiều. Mà bà phân tích làm sao để cuối cùng cái con người ở trong cái gia đình nó mềm lòng ra. Cho đến khi bà nói tôi Tư à, ta nói cho Tư nghe nè, Tư làm như vậy rồi là Tư không có được đâu, Tư về với Chúa đi. Để má lo cho, bà xưng má, má lo cho, không sao đâu. Người kia mềm lòng chấp nhận về với Chúa rồi. Bà thì từng mới đi về nhà xứ, bà gặp ông cha xứ, bà nói ông cố, nhà thằng Tư xong rồi nha ông cố. Mà ông cố mà nghe nói nhà thằng Tư xong rồi có nghĩa là bà ấy đã làm công tác tư vấn, công tác thuyết phục, khuyên nhủ xong xuôi rồi. Ông cha xứ tới kỳ này họ không trốn nữa, và ông cha xứ có thể nói chuyện với họ rồi giải tội cho họ hoặc mời họ đến nhà thờ. Thành ra đến khi mà trong nhà thờ thì bà dì Phước đó lại mặc áo dòng ngồi khuất được cái chỗ không ai biết. Ông cha Sở lại công bố ở giữa nhà thờ là mùa chay này cộng đoàn chúng ta lại có thêm 3 người trở về với Chúa, mùa vọng này chúng ta có thêm 4 người là ông Tư, ông Năm đầu xóm này đầu xóm kia trở về với Chúa. Cộng đoàn vỗ tay hoan hô. Bà dì Phước nói cha đừng có nói lộ con ra, đừng có nói là công trình của con, lộ con ra mai mốt con đi làm chuyện khác nó biết, nó không giúp con nữa, nó không gặp cho con gặp nữa. Thế nên bà Phước vẫn giấu bí bẩn. Đó là một con người khiêm tốn mà bà rủ được những đứa con nít, rủ được những người già. Con nít mà hỏi nó cái gì nó khai ra hết, mà người già thì cũng lo lắng cho phần rỗi của linh hồn của người ta, nên nhờ một cái là mấy họ cũng làm tỉ tê, họ giúp đỡ. Thế là họ thành một cái nhóm giống như là 4 cái người khiêng cái người bại liệt, để mà có thể giúp được bao nhiêu con người. Bao nhiêu con người đó họ mặc cảm, họ lỗi lầm, bây giờ họ không còn có khả năng để đến nhà thờ nữa. Họ xấu hổ, họ mặc cảm, họ ngại, họ do dự, họ bị cái ma quỷ nó lôi kéo đằng sau. Nên một cách nào đó họ trở thành những con người bại liệt, không có thể đi được nữa, không có thể tự mình đến tìm Chúa được nữa. Nhưng mà bản thân họ chắc là cũng có cư xử tử tế ở trong làng, trong xóm, nên bà dì Phước này tiếp cận, nên mọi người giúp bà từ đứa con nít đến người cụ già mới có thể thuyết phục được họ, tiếp cận được họ và đưa họ về với Chúa. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta một cách nào đó đều là những con người bại liệt. Có khi chúng ta phạm một cái lỗi lầm nào đó từ trong quá khứ, ta giấu kín nó đi không ai biết, nhưng mà lòng ta nó không yên. Rồi nhiều khi cái tội đó phạm rồi ta bị rối, ta không xứng tội được thì đâu có dám hiệp lễ. Không hiệp lễ thì thôi đi nhà thờ làm gì? Đi nhà thờ mà người ta thấy mình không lên rước lễ, hiệp lễ thì người ta lại xì xầm, nghĩ là như vậy. Nên thôi dần dần, vì không xưng tội được, vì đang bị rối nên không xưng tội. Không xưng tội thì đâu có dám lên rước lễ, không dám lên rước lễ thì đi lễ làm gì? Thế là bỏ lễ nhà thờ. Bỏ nhà thờ một lần, hai lần nó thành quen, và không còn có khả năng khao khát Chúa. Ta phải có một cái khả năng, cái nhu cầu khao khát Chúa nên ta mới đến nhà thờ. Anh chị em nghĩ thử mà xem, thời buổi này ai mà bắt chúng ta đi nhà thờ được? Tự ta cảm thấy cần đến Chúa, mong được Chúa gặp và khao khát nghe lời Chúa, mong ước được rước lễ nên ta tìm đến nhà thờ.
Nhưng mà có một số ít những con người do hoàn cảnh như thế nào đó trong quá khứ, họ ngại ngần, họ mặc cảm, họ xấu hổ, họ không đến được với Chúa nữa. Và đó là những con người bị lạc ra ở bên lề của hội thánh. Anh chị em nhớ, chúng ta đi trên đường, đi ngoài đường, có những con người bị gạt ra bên lề, không còn chạy trên con đường được nữa. Người ta chạy xe ào ào ào. Bây giờ có những con người bị ra bên lề, bị ra ngoài rìa đường, không còn có thể tham gia vào trong cuộc sống. Thì Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta là hãy rời khỏi cái nơi ổn định, cái nơi an toàn của ta, để mà đi ra đến cái vùng gọi là bên rìa, bên lề của cuộc đời, để ta gặp được những con người đang bị ở bên lề, bên rìa cuộc đời, những con người bại liệt, tê liệt, không còn có thể tự mình mà đến với Chúa được nữa. Thì đó mới là một người sống cái tình liên đới, lòng thương xót. Thưa anh chị em, bản thân tôi làm công việc bảo vệ sự sống, có cái nhóm anh chị trong nhóm bảo vệ sự sống, có một anh làm nghề tài xế taxi, anh lại tham gia nhóm bảo vệ sự sống. Có lần anh đã hỏi: thưa cha, thế bây giờ con tham gia bảo vệ sự sống thì con làm được cái gì đây? Anh bảo anh chưa làm được gì hết. Thì anh đã làm được một chuyện rất là quan trọng, đó là cầu nguyện. Đừng có nghĩ là phải làm bảo vệ sự sống là phải xông pha, phải thế này, phải thế kia, phải đi thuyết phục người, phải đi nói cho người ta bỏ ý định phá thai. Trước hết tất cả những cái đó là cầu nguyện cái đã. Đây rồi chúng tôi phát cho mỗi một thành viên trong nhóm nó một cái sâu chuỗi đeo tay, 10 hạt đeo vào tay. Anh cũng tham gia. Anh cứ anh nấy là anh không biết anh sẽ làm cái gì, tại vì giờ giấc anh phải chạy xe taxi, giờ đâu mà đi tiếp cận cái này, tiếp cận cái kia. Không ngờ đến một hôm anh lang lái taxi thì người ta gọi dừng lại, lên xe là ba người lên xe taxi. Thì có một người đi phá thai, một người là thân nhân trong gia đình, và một người là bạn bè biết chỗ đi phá thai, dẫn cái cô này đi phá thai. Lên xe ngồi đằng sau nói chuyện nho nhỏ thôi, mà anh này anh lái xe đằng trước anh nghe hết, anh biết được. Nhưng mà trên nguyên tắc thì tài xế taxi không được xía vào chuyện người ta, không được tham gia vào trong câu chuyện người ta. Nguyên tắc đúng là như vậy. Tài xế chỉ có việc lên xe chở đến cái chỗ nào cần chở thì chở thôi. Nhưng mà anh này nghe họ đang bàn nhau chở từ chỗ này đến cái chỗ đó, mà anh ta biết cái chỗ đó là chỗ phá thai, bây giờ làm sao đấy? Và đúng lúc đó anh vẫn lái xe, mà anh nhớ đến lời của mình dặn, bảo trước hết mọi sự bạn có thể làm được đó là bạn cầu nguyện. Anh ấy tên là anh Long. Anh mới vừa lái xe mà anh vừa kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, có người sắp phá thai, xin cứu con khỏi mọi sự dữ. Đọc kinh lạy cha xong rồi nó kinh kính mừng. Anh đọc thì một hồi thì cái xe nó đến đúng cái chỗ phá thai, kéo nhau vào lại kéo nhau ra, bởi vì hôm đó bác sĩ bảo phá thai mệt quá rồi, không phá nữa, nghỉ. Thế là lạo lên xe. Anh này anh nghe vậy anh mừng quá, anh nói cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, vậy là con cũng giúp được một chút rồi. Nhưng mà bây giờ cái đám đó nó là bảo còn chỗ khác, để tao dẫn mày đến cái chỗ kia phá thai, mắc hơn một tí mà mắc phá được, miễn là mình đi đến cùng, đã quyết định phá là phải phá. Nghe nói ghê quá, anh ta lại lái xe tới cái chỗ đó, vừa lái xe lại lạy cha chúng con ở trên trời, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội phá thai. Bây giờ này đúng cái kinh kính mừng rất là rõ ràng, lúc này và trong giờ lâm tử lúc này là chúng con là kẻ có tội. Thế là xe lại chạy đến chỗ đó, tới nơi đóng cửa, hàng xóm đã bảo bác sĩ hôm nay đi vợ chồng con cái đi nghỉ mát rồi, không có phá thai. Nó đến chỗ thứ ba cũng vậy, mà trên đường ấy lại lạy cha chúng con ở trên trời, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội phá thai. Đến cái chỗ đấy lại cách nào đó không phá được. Thế là cái cô mà đi phá thai cô run lên, cô sợ quá. Và cái người nhà bảo thôi, quá tam ba bận, ba lần mà quyết định phá thai mà không lấy được, giữ lại em bé quay trở về
họ buột miệng, họ buột miệng họ nói tạ ơn Chúa, hôm nay không phá thai được đúng là ơn của Chúa. Anh này lái xe mới biết hết hồn, cái đám phá thai đằng sau đó là người Công giáo. Anh ta cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Nên hóa ra là lời cầu nguyện của chúng ta lại đóng góp vào việc khiêng anh em, dìu anh em, đưa anh em của chúng ta, những người bại liệt đến với Chúa Giêsu để được chữa lành. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta phải nói cái gì, phải làm cái gì, phải khéo léo như cái bà dì Phước. Cách đó là rất là hay, cách khuyên nhủ rất là hay. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đằng sau tất cả những điều mà cái bà dì Phước dòng mến thấy ra cái mơn nó mà giúp được cái người, những người mà ở đó mà trở lại với Chúa, thì bà phải là một con người cầu nguyện. Trước tiên phải cầu nguyện đó. Lại có một lần khác, đây là kinh nghiệm của chính tôi. Tôi với anh em bộ phận trung tâm mục vụ của nhà dòng đang ngồi làm việc ở trong phòng. Ngoài hành lang ở bên ngoài, một cha khác đang tiếp xúc với một cô gái quyết định đi phá thai. Cha ấy khuyên hết kẽ hết mọi sự xong xuôi rồi mà cô ấy vẫn không. Cô ấy cứ bảo là dứt khoát phải chả có về bệnh viện Từ Dũ để phá thai. Bởi vì những nhóm anh em bảo vệ sự sống, họ đã tiếp cận ở Từ Dũ, họ thuyết phục thế nào đó để đưa cái cô này về gặp anh em linh mục chúng tôi. Bây giờ về gặp linh mục chúng tôi rồi, khuyên rồi, cô bảo là phải chả có về lại Từ Dũ để cô tiếp tục phá thai. Thế ông cha ngồi ở ngoài, ông cha trẻ hơn tôi, ông buồn quá. Ông mới đứng lên, ông đi vào, ông bảo thôi được rồi, cô ngồi đây đợi một tí, tôi vào tôi lấy cái này ra cho cô đọc, rồi tôi sẽ nhờ người trong nhóm trả cô về lại bệnh viện Từ Dũ. Thế ông cha trẻ đó mới bước vào trong phòng, thì ông mới kể vắn tắt cho tôi và những anh em khác trong phòng là cái con bé ngoài này khuyên mấy nó không xong, bây giờ chắc thua rồi. Bây giờ lấy một cái tập sách mà gọi là nói về vấn đề bảo vệ sống đem ra cho cô ta đọc, dặn cô ta là phá thai xong thì thôi, bây giờ không cứu được nữa thì thôi, nếu mà phá thai thì nhớ xin cái bào thai mang về cho chúng tôi chôn cất. Thế là ông cha nó mới cầm cái tập sách đó đi ra, ngồi xuống để nói chuyện với cô đó tiếp. Thì tôi ở trong phòng, tôi mới quay sang tất cả anh em đang làm việc, có khoảng 4-5 người, tôi nói anh em chúng ta ngưng hết mọi việc lại và chúng ta cầu nguyện. Ta cầu nguyện thật là sốt sắng, cầm lòng, thậm chí chỉ đọc đúng một kinh lạy cha thôi: lạy cha chúng con ở trên trời, xin chớ để cho cái người ngồi ngoài kia rơi vào trước cám dỗ và cứu họ khỏi sự giữ phá thai. Tha thiết cùng cầu nguyện xong, tôi nói anh em thôi chúng ta làm việc tiếp. Chúng ta đã làm hết cách, chúng ta đã cầu nguyện, tức là ta trao cái trường hợp này cho Chúa rồi. Cả một nhóm chúng ta kêu cầu Chúa, tập thể trao nó vào trong tay Chúa rồi, thì thôi bây giờ để cho Chúa làm việc. Vừa mới quay lại làm việc tiếp thì cái ông cha ngồi ở ngoài ấy, ông bước lên, ông mới đi vào, ông bảo là ôi trời ơi xong rồi, ở ngoài nó òa nó khóc rồi, đưa ra cái bản nó ngồi nó đọc được có mấy chữ chứ chưa đọc hết nữa, bỗng nhiên tự nhiên nó òa khóc và nó nói thưa cha con thôi con không phá thai nữa. Lạ không? Mà ông bảo là vừa mới xảy ra xong thì mình mới báo cho ông cha đó biết là khi cha đang ở ngoài để nói thì chúng tôi ở trong này đã họp nhau đứng lên cùng cầu nguyện đọc một kinh lạy cha. Và vừa dứt kinh lạy cha chúng tôi ngồi xuống thì cha chạy vào bảo là xong rồi. Vậy là lòng tin, mà lòng tin mang tính tập thể, mang tính cộng đoàn liên đới với nhau đó, có một sức mạnh lớn lắm. Tất cả cùng kêu cầu, anh em chúng tôi ở trong phòng lúc đó giống như những cái người khiêng anh bại liệt đến gặp Chúa Giêsu. Có con người tội lỗi một cách nào đó, hay là đang bị cám dỗ, nguy cơ sắp sửa phạm tội, họ như thể là bị tê liệt hết rồi, họ không có phản kháng, không có còn vùng vẫy, không có còn tìm cách để mà vượt thoát ra khỏi cái tội lỗi nữa, họ như bị trói lại, họ bị tê liệt hoàn toàn, thì phải có người ở bên ngoài, thì phải có những anh em đông hơn ở bên ngoài, không phải một người mà đủ. Ông cha mà ra khuyên, ông bảo là lạ ghê, em hồi nãy em đã vận dụng hết mọi kinh nghiệm, vận dụng hết mọi khía cạnh tâm lý, mọi đủ thứ mọi chuyện, cả hù cả dọa nữa mà không ăn thua.
một người không ăn thua, mà cuối cùng nhiều người ở trong này mà lại là dựa vào sức mạnh của Chúa, thì Chúa sẽ làm phép lạ. Cái lòng tin của cái con người bại liệt lúc đó như thể được hồi sinh, và Chúa ra tay. Thưa anh chị em, tham dự buổi tĩnh tâm hôm nay xong, anh chị em về nhà ngồi lắng xuống một chút, trong gia đình nên quy tụ lại để đọc kinh tối. Các cụ ngày xưa đọc kinh tối dài lắm, lâu lắm. Bản thân con, bố mẹ lúc đó còn sống mà con chưa đi tu, từ bé đến lớn sợ lắm, sợ đọc kinh lắm, bởi vì đọc nhiều, đọc lâu, đọc dài. Bây giờ nếu mà chúng ta đọc dài như vậy nó cũng không còn thích hợp. Nhưng nếu mà chúng ta bỏ luôn cái phần kinh tối thì uổng lắm. Bởi vì cái giờ kinh tối đó có khi nó chỉ kéo dài trong vòng 10 phút thôi, nhưng mà lúc đó 5-6 người, 3-4 người, 5-6 người ngồi lại hướng lòng mình về bàn thờ. Trên đó có Thánh Giá Chúa, trên đó có Đức Mẹ, có Thánh Giuse. Chúng ta đọc chung một kinh lạy cha, nó đọc chung 3 kinh kính mừng thôi cũng được, thêm một kinh sáng danh. Nếu ở trong nhà có một người ở trong một cái đoàn thể nào đó thì lấy sách Lời Chúa ra, lấy sách Lời Chúa ra đọc một câu, đọc một câu cho cả nhà cùng nghe rồi thinh lặng. Nếu mà mình đã quen lời nguyện tự phát rồi thì mỗi người dâng một lời nguyện: Thưa Chúa, hôm nay con thấy ba con đi làm về mà ba con mệt quá, xin Chúa thêm sức cho ba con, bởi vì ba con vất vả để kiếm tiền chạy xe ôm mà nuôi cả nhà. Amen. Đứa con mà dâng lời cầu nguyện như vậy tuyệt vời. Ông bố nghe vậy thì ông bố dâng lời: Lạy Chúa, con vất vả thì vất vả, nhưng mà có một mối lo nặng hơn, đó là cho con cái của con nó học hành đàng hoàng tử tế và nó ngoan ngoãn. Xin Chúa cho các con của con nó biết vâng lời. Amen. Đứa con nghe bố dâng lời cầu nguyện cho mình như vậy ứa nước mắt khóc. Rồi bà vợ dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, con thương chồng, thương con, con không biết làm gì, con nỗ lực mọi sự rồi nhưng mà hình như vẫn không có thể đem lại cái gì. Thôi thì con chỉ biết cầu nguyện, con xin dâng lời cầu nguyện này cho chồng của con đừng có bị áp huyết cao nữa, chữa được cái bệnh tiểu đường. Con xin cho con của con, con biết dạo này nó hay trốn nhà đi chơi game, thì xin nó quay trở về lại biết vâng lời mà đi học. Nếu gia đình chỉ có cầu nguyện cái kiểu như vậy thôi, đọc kinh xong cầu nguyện, đọc Lời Chúa cầu nguyện, thì lúc đó cái gia đình đó có một sức mạnh lạ lùng, là có Chúa ở cùng họ. Chỉ vậy thôi, không cần nhiều. Rồi các cụ, nếu mà trong nhà có ông nội bà ngoại gì đó mà muốn đọc kinh thêm, cứ việc đọc thêm. Nhưng mà con cái nó như vậy đủ rồi, để cho nó đi học, để cho nó đi chơi, để cho nó đi ngủ. Giữ bằng được cái giờ kinh tối 5 phút, 10 phút cũng được. Ở chỗ nhà thờ Kỳ Đồng của con, dòng chú có thế đó, chung quanh nó có 8 cái xóm, mỗi xóm có một cái nhà nguyện, nhà thờ. Năm trước con còn là phó sứ, con có phụ trách 2 xóm luân phiên đi nhà thờ này, như xóm này xóm kia để con dâng lễ. Thì từ nhà con, nhà dòng mà đi tới cái nhà thờ đó thì đi ngang qua biết bao nhiêu những căn nhà, xóm ngõ cũng có mà mặt tiền ngoài đường cũng có. Hầu như 9 phần 10 đi vào đúng cái giờ này này, giờ ăn cơm tối này, thì thấy cả nhà đang ngồi ăn cơm, hay ha, dễ thương. Ăn cơm được chung với nhau cũng quý lắm. Nhưng mà tiếc một cái là tất cả cũng ăn cơm chung mà cái mắt nhìn lên cái tivi. Tivi đang chiếu cô dâu 8 tuổi chẳng hạn. Thế là cả nhà tròn xoe mắt ra và ngày mà xem, há hốc miệng ra mà xem, quên cả ăn, quên cả bà. À, hay quá, đẹp quá, hay cái gì đó chẳng biết. Còn duy nhất con có một lần đi ra Vũng Tàu, không biết làm gì, ngồi ở nhà người ta thì người ta đang mở cô dâu 8 tuổi thì mình mới biết nó là cô dâu 8 tuổi, nó là thế nào. Thì mình thấy, xem sơ sơ qua thì thấy cô dâu 8 tuổi không thể cứu vớt đời của ta được. Cô dâu 8 tuổi không làm xoay chuyển cuộc đời hay gia đình của ta được.
Vậy mà ta say mê há hốc miệng đang ra nhìn. Trong khi đó có một cái nơi cả nhà cần phải nhìn về một hướng, đó là cái bàn thờ. Bởi vì ở nơi đó Chúa là đấng có thể xoay chuyển cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta lại quên mất. Năm nay tháng 6 đến mùa bóng đá, không quên mất hôm năm nay là nó đá bóng giải Euro tại nước nào. Có ai nhớ giải nước nào không? Cách đây 2 năm thì nó đá ở bên Brazil. Con còn nhớ các cha các thầy trong nhà dòng chúng con cũng như điên lên vậy đó. Bởi vì mê bóng đá, mà nhất là bóng đá tại đất nước Brazil nữa. Thì tôi, nó lại có Argentina vào, đội bóng Đức nó thế này, đội bóng Bồ Đào Nha nó thế này, đội bóng Tây Ban Nha nó thế này, đội bóng Argentina nó thế này. Trời ơi là trời, nó như người lên khùng, lên điên lên. Thức khuya đến giờ đang ngủ được phải bật dậy. Bản thân con không có tivi, con phải lên cái màn hình trên mạng tìm mãi không có cái gì, lại phải gọi điện thoại, gọi mấy em trong nhóm: ê, hôm nay có cái kênh nào trên internet được xem được bóng đá không? Nó lại bảo bố vào cái này, bố nào. Thế là mò vào xem. Xem khờ ra, buồn ngủ cũng ráng xem, đói bụng, đá bụng, làm tô mì tôm, xem tiếp. Đá hai trận chính rồi, còn đá thêm hai hiệp phụ. Nếu mà hôm nào nó đá thêm 5 trái phạt đền nữa, rồi xem cho đến cùng. 4-5 giờ sáng nó khờ người ra rồi. Xong rồi đi ngủ, ngủ bù đến 8-9 giờ dậy nó vẫn mệt. Hôm nào mà đã coi bóng đá đêm thì là ngày hôm đó coi như nó lờ đờ. Vậy mà 1-2 đêm sau gặp trận bóng hay lại tiếp tục. Rồi tỉnh ngộ ra hết giải bóng đá thì đội nào vô địch kệ xác nó chứ. Nó có vô địch, nó có đâu có thay đổi cuộc đời của ta. Nó đâu có hàn gắn như nỗi thương đau của đời ta. Nó đâu có đem lại bình an cho nỗi bất hòa, bất an trong tâm hồn của ta đâu. Nó đâu có hàn gắn những cái đổ vỡ giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ với nhau đâu. Nó không thay đổi cuộc đời của ta. Nó không làm cho ta yêu mến Chúa bao nhiêu, mà nó sẽ có khả năng làm cho ta mất sức khỏe. Nó làm cho ta mất tiền bạc, cá độ bóng đá tùm lum. Sau một mùa như vậy là bao nhiêu gia đình tan nát. Vậy mà cứ đến mùa nó thì ta lại như là sôi đầu lên. Bao nhiêu quảng cáo, bao nhiêu nó làm cho ta sôi nổi lên. Trong khi đó đáng lẽ chúng ta phải dồn hết cái sức đó, cái khả năng đó, cái lòng yêu mến nó của ta dành cho Chúa, dành cho lời của Chúa. Một thánh lễ chúng ta là một bữa tiệc của Chúa mời gọi, thì có khi chúng ta đi trễ cắt cái đầu, đi về sớm có nghĩa là cắt cái đuôi. Nhưng mà nếu mà có một bữa tiệc đám cưới ai mời ta thì ta chuẩn bị rất là kỹ từ nhiều nhiều tuần lễ trước, quần áo ra rồi đi làm đầu lại, rồi son phấn, rồi cà ra vát, rồi đánh bóng đôi giày, rồi canh giờ đồng hồ đi tiệc cưới. Thì tới cưới tới nơi nó đâu có cho ăn mình ăn liền đâu, lại phải ngồi chờ 1 tiếng 2 tiếng. Vậy mà cũng ráng ngồi chờ xong rồi ăn xong rồi về, có thế nào cũng đói. Đi ăn đám cưới mà ai ăn no bao giờ? Ăn no người ta cười mình chết, mà cũng chưa kịp ăn no, ăn sơ sơ nó dọn mất rồi, mà lại còn phải bỏ tiền túi vào trong phong bì ít nhất 500 ngàn. Vậy mà ta hăng hái đi tiệc của người đời, trong khi chúng ta lại không nỗ lực đến, cố gắng đến với tiệc của Chúa. Tiệc của Chúa ngắn hơn bằng 1/3 cái tiệc của người đời. Bản thân tôi đi đám cưới thử những em ở trong nhóm rồi, mất từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ, về mệt rã rợi ra. Vậy mà trong khi thánh lễ của Chúa có 1 tiếng đồng hồ, tôi cho 1 tiếng rưỡi để cả đi cả về nữa, thì chúng ta thờ ơ, chúng ta không cảm thấy bận tâm. Nên thưa anh chị em, cái lòng tin của cả một gia đình nó mang tính tập thể liên đới với nhau rất là quan trọng. Rồi nếu mà gia đình này liên kết với gia đình kia, cả một cái khu phố, cả một cái khu xóm, cả một cái liên gia, cả một cái cộng đoàn, cả một cái đoàn thể nào đó bảo nhau, thì chúng ta dìu nhau, dắt nhau, bế nhau, khiêng nhau đến với nhà thờ. Thế xin anh chị em hôm nay về
chúng ta thay đổi nhận thức, chúng ta bắt đầu nhìn sang bên cạnh. Có khi cái người bị bỏ rơi, cái người bại liệt ở ngay trong nhà ta, và nếu may mắn nó không có thì có khi nó nằm ở nhà hàng xóm. Ta lâu nay ta bảo thôi kệ xác nó, mình lo thân mình chưa xong còn lo gì nổi nó. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta dìu nhau, Chúa muốn chúng ta khiêng nhau, bế nhau đến nhà thờ để gặp Chúa trong tình yêu thương liên đới. Xin Chúa cho chúng ta có được cái đôi mắt tâm hồn như ngày hôm qua ta đã xin, thì hôm nay cho chúng ta có được cái tinh thần liên đới với nhau ở trong một đoàn thể, ở trong một giáo xứ, để chúng ta bằng mọi cách dắt nhau, khiêng nhau, bế nhau đến gặp Chúa Giêsu và xin Ngài chữa lành cho chúng ta. Căn bệnh bại liệt nguy hiểm nhất là bại liệt về tâm hồn. Amen.